Giờ là chỉ có là vào dầu mỡ là cái nha, đậy lại thôi, tháo ra lắp vào dễ dàng đúng không? Phụ kiện này luôn là chỉ có thành thịnh mới có, không ai có. Phụ kiện luôn xe cơ giới. Rồi, nâng lên. Đấy, khoan khoan, hở hở cái chân này, này. Rồi, đẩy lên đi, cho nó vào đi. Rồi, đẩy đẩy tới, đẩy lui đây Hoàng, đẩy lui. Tới lui. Lui lui anh á. Rồi, ok. Rồi, lên trên. Rồi, bay lên đây để nó xiết. Rồi. À, trơn quá. Rồi, lấy cửa lên. Rồi, ok. Rồi tháo đi. Đấy, tháo lắp thì rất là dễ dàng. Rồi nay lắp xong thì quay tổng thể cho anh em xem ha. Đây, lề nằm ngoài. Đây là có con ốc này. Ốc này khi là mở cửa cho chặn về phía trong này, không cho nó đập vào tường này. Đây cái bắt chặn của nó này. Đó, ngoài này cũng có một con ốc, không cho nó chặn đi ra ngoài. Đấy, khi mở cửa ra này, khi nó 90 độ nó vẫn không lòi trù này, cửa không lòi trù này, ghép hết vào cửa vẫn không lòi trù này. Đây, đấy, nó không lòi trù này. Đấy, đây là chốt. Đây, bắt chặn ngoài này, con ốc này, đó. Đẹp cái này khi nó va chạm ra ngoài này. Mình ha. Đấy, nó sẽ giữ lại không cho va đập vào cột ha. Đấy. Đấy, khi mình đóng cửa lại này thì khi mình nhìn ngoài ha, đấy, khi mình nhìn ngoài này, hộp 48 mình vẫn còn này, đấy, 48 vẫn còn nguyên ha, đấy, lề không thấy này, không thấy lề trên và không thấy lề dưới ha, đó, nó sẽ khuất trù như vậy hết, đấy, mở vào thì cũng không thấy lề,